Thanh Nấm xin chào tất cả các bé. Chào mừng tất cả các bé đã quay trở lại kênh Thanh Nấm của cô nhé. Các bé ơi, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học về dấu hỏi và cách ghép vần với chữ đơ nhé. Nếu như các bé thấy thích video của cô thì đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất nhé. Nào, bây giờ cô mời tất cả các bé hãy cùng hướng mắt lên trên màn hình và theo dõi bài học với cô nhé. Đây là chữ đờ. Chúng ta cùng đọc nhé. Đờ. 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 Đây là dấu hỏi. Chúng ta cùng đọc nhé. Dấu hỏi. Dấu hỏi. Dấu hỏi. A hỏi ả. A hỏi ả. A hỏi ả. Đờ a đa hỏi đã. Đờ a đa hỏi đã. Đờ a đa hỏi đã. O hỏi ỏ. O hỏi ỏ. O hỏi ỏ. Đờ o đo hỏi đỏ. Đờ o đo hỏi đỏ. Đờ o đo hỏi đỏ. Ô hỏi ổ. Ô hỏi ổ. Ô hỏi ổ. Đờ o đô hỏi đổ. Đờ o đô hỏi đổ. Đờ ô đô hỏi đổ. Ơ hỏi ở. Ơ hỏi ở. Ơ hỏi ở. Đờ đơ hỏi đỡ. Đờ đơ hỏi đỡ. Đờ đơ hỏi đỡ. E hỏi ẻ. Hỏi ẻ. E hỏi ẻ. Đờ e đe hỏi đẻ. Đờ e đe hỏi đẻ. Đờ e đe hỏi đẻ. E hỏi ẻ. E hỏi ẻ. Đờ e đê hỏi đẻ. Đờ e đê hỏi đẻ. Đờ e đê hỏi đẻ. Y hỏi ý. Y hỏi ý. Y hỏi ý. Đờ y đi hỏi đi. Đờ y đi hỏi đi. Đờ y đi hỏi đi. Hỏi ủ. U hỏi ủ. U hỏi ủ. Đấu đu hỏi đủ. Đấu đu hỏi đủ. Đấu đu hỏi đủ. Mẹ ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng một lần nhé. Đồ a đa hỏi đã. Đồ a đa hỏi đã. Đồ a đa hỏi đã. Đồ o đo hỏi đỏ. Đồ o đo hỏi đỏ. Đồ o đo hỏi đỏ. Đồ o đô hỏi đổ. Đồ o đô hỏi đổ. Đồ o đô hỏi đổ. Đờ đơ hỏi đỡ. Đờ đơ hỏi đỡ. Đờ đơ hỏi đỡ. Đờ e đe hỏi đẻ. Đờ e đe hỏi đẻ. Đờ e đe hỏi đẻ. Đờ e đe hỏi đẻ.
D hỏi đệ. 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 Đâu đu hỏi đủ. Đâu đu hỏi đủ. Đâu đu hỏi đủ. Các bé ơi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào xem một lần mà chưa rõ hoặc chưa thuộc bài thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất của cô nhé. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!